Mình hiện tại đang có một cái trang web là bluehorizon.com. Các bạn có thể lên cái trang web này để các bạn xem thử xem là các bạn có lấy cái gì dân cái trang web này không. Giả sử như là ở đây mình có một số cái pack cho vital hoặc là serum, pack EDM và hao nha các bạn. Ngoài ra ở đây mình còn có một cái trang để chúng ta có thể chúng ta chia sẻ những cái kiến thức về làm nhạc. Ở cái trang này thì mình chủ yếu mình đăng về những cái VST miễn phí để chúng ta có thể lấy về những cái video mình sẽ thông báo đến tất cả các bạn ha tháng này mình vẫn đang nhận học viên về làm nhà hoặc mixing Mastering cái link trang cá nhân Facebook của mình mình sẽ để dưới phần uh, mô tả của video Nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ lại với mình nha Hello xin chào tất cả các bạn thì trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mở rộng không gian của một tín hiệu stereo và mở rộng không gian của một tín hiệu mono nha các bạn rồi, ok Thì cái này thì tốt nhất là các bạn có một cái tai nghe Nếu mà các bạn không có tai nghe và các bạn không biết chắc là mình có làm đúng hay không Thì các bạn có thể qua kênh Master nè mình tất cả mọi thứ ở kênh Master đúng không? Chúng ta sẽ bật một cái quay candy lên cho mình ha các bạn Đây, đây là cái quay candy của chúng ta Rồi, các bạn có thể mở qua phần Vector Scope ở bên này ha Rồi, các bạn sẽ phóng to ra Các bạn tắt cái ô này đi Rồi, thì mình sẽ để ở trên đây cho các bạn dễ theo dõi ha Rồi, ví dụ bây giờ mình có một cái âm thanh như thế này các bạn có thể thấy là nếu mà tín hiệu nó là mono á, thì cái âm thanh này nó sẽ sinh ra một cái đường thẳng thôi các bạn rồi, bây giờ mình sẽ làm chứng cho các bạn luôn là nếu một cái âm thanh nó thuộc cái dạng siro uh, thì nó sẽ không phải là cái đường thẳng mà nó sẽ là một cái đường khác. Các bạn xem thử nhé. Đó các bạn thấy là nó thành một cái cục ha. À, để mình thử một cái sao khác cho các bạn nhìn thấy dễ hơn nè Đây đây là sao mono ha. Mình, uh, để mình thử một cái khác cho các bạn dễ thấy. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mở rộng cái sao từ mono ra thành stereo ha. Chúng ta có một số cách khác nhau. Rồi, bây giờ cái việc đầu tiên á mình muốn các bạn làm cho mình đó chính là các bạn có thể các bạn đem cái um... này, chúng ta sẽ đem cái sao của chúng ta bây giờ cái 3x oscillator này của mình. Chờ mình tí mình thu nhỏ cái này lại bên đây cho các bạn dễ theo dõi ha. Rồi. Um, cái 3 oscillator này nè. Các bạn đồng ý bây giờ nó là mono ha. Nếu mà chúng ta muốn mở rộng nó ra thành stereo á, bây giờ các bạn có thể cho nó vào kênh số 1 ha. Ví dụ ở đây thì mình đã bật cái bàn mixer của mình ra ha các bạn. Rồi mình đưa cái này vào kênh số 1. Ok. Bây giờ mình sẽ nối nó qua hai bên này. Rồi, các bạn hãy bỏ dây nối qua kênh master. Bây giờ thì nó sẽ nhanh nhân âm lượng lên gấp đôi như thế này. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ vặn banning qua bên trái và bên phải như thế này ha. Tùy thuộc vào các bạn dùng cái chế độ nào. Bây giờ đây thì mình đã chế độ extra để các bạn dễ nhìn ha. Rồi. Bây giờ nè thì trong một trong hai cái này các bạn có thể chọn cái nào cũng được. Chúng ta sẽ lấy một cái EQ ra. Rồi, đây là một cái EQ ha. Thì nếu bây giờ mình điều chỉnh cái EQ này thì các bạn sẽ thấy là cái sao của chúng ta nhìn nó sẽ rộng ra. Các bạn xem thử nha, bây giờ nếu mà mình chưa làm gì nè, về phần cái hiện tượng này nó tại sao nó lại xảy ra như vậy thì mình sẽ giải thích sau nếu bây giờ các bạn bật chế độ linear phay lên có nghĩa là phay song song các bạn xem thử này nó không rộng như hồi nãy ha linear phay nó sẽ bảo vệ cái phay của chúng ta nhiều hơn là nếu mà chúng ta sử dụng cái không linear phay ta làm như vậy ha nếu mà các bạn muốn mở rộng không gian thì mình thấy là các bạn không nên mở cái linear phay lên ha các bạn như các bạn nhìn rõ ha chúng ta còn có một số cái cách sau nữa ví dụ bây giờ các bạn không dùng cái EQ này ha mà chúng ta có thể chúng ta delay cái tín hiệu bên trái và bên phải là một tí cái cách delay thì các bạn nếu mà các bạn đang để ở chế độ Y thì các bạn sẽ tìm cho mình cái cái đồng hồ này các bạn các bạn thấy cái đồng hồ này không còn bây giờ thì mình sẽ qua cái chế độ extra nè các bạn sẽ thấy cái đồng hồ nằm đây ha mình sẽ cho cái này độ trễ nó là ví dụ như mình sẽ cho độ trễ nó là 20 giây rồi các bạn nhìn thử nè rồi cái cái vấn đề của cái này so với lại cái cách dùng EQ á là mình thấy cái cách dùng EQ chúng ta dễ kiểm soát hơn ha các bạn rồi chúng ta cùng nói một tí về cái quan hệ file đi bây giờ ví dụ như à, mình có cái đường màu đen là cái tín hiệu bên tay à, trái của chúng ta Và cái đường màu đỏ là cái tín hiệu bên tay phải ha các bạn Khi mà các bạn dùng một cái EQ á, để các bạn à, Cắt hoặc các bạn bút một cái chỗ nào lên á, thì các bạn sẽ tạo ra một cái đường vòng lên hoặc là Vòng xuống ha, đây là vòng lên, còn ví dụ như các bạn sẽ tạo ra cái đường vòng xuống như thế này Ở một hoặc hai ha, cái EQ trong các bên ha các bạn Thì cái đường đó nó sẽ làm cho âm thanh ví dụ như tín hiệu âm chung của các bạn à, Nó sẽ chậm hoặc nó sẽ nhanh hơn một tí xíu so với lại cái tín hiệu âm chung của bên cái tai còn lại các bạn hiểu ý mình không các bạn đó thì nó sẽ sinh ra cái pha và vì cái pha nó khác biệt cho nên nó sẽ sinh ra cái stereo ha các bạn cũng giống như là bây giờ uh, mình sẽ uh, cái cách mà chúng ta sử dụng mà uh, còn cái cách mà chúng ta sử dụng delay á uh, như cái ví dụ thứ hai của mình nói á uh, bằng cái đồng hồ á uh, thì uh, nó là như thế này nè các bạn đây là cái tín hiệu ví dụ đây là tín hiệu bên tay trái ha còn tín hiệu bên đây phải nó đây mình làm tín hiệu thêm một tín hiệu bên tay phải cho các bạn coi nè đây, Ví dụ đây là tín hiệu bên tay phải đi Thì cái tín hiệu bên tay phải nó sẽ hoàn toàn là nó chậm hơn Do chậm hơn như vậy Tùy theo cái mức độ chậm mà nó sẽ gây ra những cái pha khác nhau ha các bạn Rồi Bây giờ á còn một cái cách nữa, cực kỳ dễ luôn, dễ hơn Cái cách này thì mới cập nhật trong uh, FL Studio 24 thôi Mình thấy là nó cũng khá là ổn ha Dĩ nhiên có một số cái plugin bên ngoài nó cũng có thể làm được cách này nhưng mà mình khá là thích Đó chính là một cái plugin của FL nó có tên gọi là Shredder ha các bạn Đây Shredder. đây Cái con plugin này nó có thể mở rộng không gian của chúng ta bằng cách các bạn dùng chữ spread và chữ Separation Các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta dùng cái này nhiều quá thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị clicking hoặc nó sẽ gây ra một số cái hiện tượng tạo vấn đề cho cái âm thanh của chúng ta ha. Các bạn nghe thử nè. Các bạn có nghe tiếng click đó không? là nếu như mình không bật cái này thì hoàn toàn không có tiếng click đó nè. Cái tiếng click nó có nhưng mà nó tập trung vào một chỗ so với cái việc các bạn bật lên nè. đó là lý do tại sao á khi mà chúng ta sẽ cái kích á thì chúng ta không dùng cái cách này à, nếu mà các ai hỏi mình thì cái kích chúng ta dùng cách này được không thì cái câu trả lời là được nhưng mà nó sẽ gây ra những thứ mà chúng ta không mong muốn để mình ví dụ như vậy đi bây giờ ví dụ như mình sẽ lấy một cái kích ra ha các bạn à, ví dụ mình chẳng hạn như cái kích này đi ha chúng ta sẽ nhân đôi nó ra nhân đôi làm sao thì nó cũng khá là dễ thôi đó chính là các bạn sẽ nhấn cái này và các bạn sẽ nhấn uh, mac keyboard ở dưới này rồi ok rồi chúng ta sẽ có hai cái kích ha rồi hai kích thì mình sẽ đưa qua một cái bên tay trái và một cái bên tay phải đi cái bàn có trái này một cái chúng ta sẽ bàn có phải đi rồi bây giờ thì nghe nó sẽ như vậy ha nó hơi to để mình giảm mà mình sẽ giảm mỗi bên một tí xíu ha mình sẽ copy nha cái này là mình sẽ copy qua bên kia luôn để cho nó bằng nhau thì mình mới chứng minh được cho các bạn đúng không các bạn thấy rõ chưa cái này nó là mono ha rồi cách làm cho nó zero thì sao chúng ta có thể chúng ta zoom vào như vậy và các bạn kéo nó ra một tí xíu các bạn sẽ thấy nó bị lỗi pha này các bạn các bạn nghe thử nè à không không cần nghe luôn nhé các bạn có thể nhìn trong đây rất rõ luôn và chúng ta không muốn cái việc này nó xảy ra nha đặc biệt là trong kích nếu mà các bạn dùng nó cho một cái uh, nhạc cụ thì không sao. Rồi mình nói thêm một số vấn đề nữa là cái cách này sử dụng cho nhạc cụ gì thì mình nói thẳng với các bạn luôn là các bạn có thể dùng cho vocal được. Tuy nhiên thì các bạn tránh sử dụng cho những cái nhạc cụ âm trầm uh, như là bass. Ví dụ như mid bass hay là bass Đệm thì vẫn được nhưng mà cái bass chính của các bạn hay là cái sub bass á, thì các bạn tránh sử dụng cái này cho mình và các bạn tránh sử dụng cái này lên cái kick ha các bạn. Rồi. Hy vọng thì cái video hôm nay nó giúp ích được cho các bạn hiểu được cái phần đó Các bạn có thể dùng cái mẹo này cho những cái nhạc cụ đã có siro rồi Để nó tạo ra cái độ rộng lớn hơn cho nhạc cụ của chúng ta Ví dụ mình có thể mình lấy cái ham này ở đây và mình sẽ lấy Lấy đại một cái um, Cái bát như vậy ha Rồi Thì Các bạn nhìn này. Mình có thể mình bỏ nó vào kênh số 1 ha vì nó vẫn hoạt động đối với lại những cái nhạc cụ có serial rồi chúng ta có thể làm cho mọi thứ nó rộng ra hơn nữa bằng cách là chúng ta thêm một cái EQ mình sẽ chứng minh cho các bạn luôn là EQ nào cũng được bây giờ ví dụ như mình có rồi q 3 của FabFilter ở đây bật lên có thì các bạn sẽ thấy là cái này nó đo được ha rồi chúc các bạn có một ngày vui vẻ hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau